nó giống chữ sh, she trong tiếng Anh. Sh, sh. Ok, vậy bắt đầu mình cong lưỡi và mình đọc nào. Sh, sh, n, 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 vận mẫu e, n các bạn đọc là n, đọc trong cổ họng nhá. N kết hợp là shen, shen, chữ mua và chữ ưa này đứng cạnh nhau đọc là mở, mở. Vậy mình sẽ có là đọc nhẹ vì nó không có thanh nhá. Mở, shen mở, shen mở, shen mở. Đọc lại nhá. Nǐ jī ào, đọc nhanh nhá. Nào, nǐ jiào, nǐ jiào. Shěn me, shěn me, miǎng zì. Từ ZI này đọc hơi khó một chút, nó thuộc âm ngắn. Các bạn đưa hàm dưới ra một chút nhá, sau đó là đọc nhẹ thôi vì nó không có thanh. Hàm dưới nào. Ok. Zì, zì, zì. Rồi đọc cùng mình nhá. Miếng zì, miếng zì, miếng zì. Miếng nhá, không phải là mính đâu nhá. Miếng âm yên. Ok, đọc lại cùng mình nào. Nǐ jiào shě me miǎng zì? Nǐ jiào jī ào nhá. Nǐ jiào shě me miǎng zì? Nǐ jiào shě me miǌng zì? Nǐ jiào bạn gọi shě me cái gì? Miǌng zì tên. Bạn gọi cái gì tên? Thì mình sẽ dịch tạm là bạn tên là gì? Ok. Nào, chúng ta làm lại nhé. Nǐ jiào shě me miǎng zì? Nǐ jiào shě me miǎng zì? Rồi, câu số 9. Nǐ nè? Nǐ nè? Nǐ nè? Nǐ bạn, đúng không? Nè? Nè? Đọc nhẹ thôi nhé vì không có thanh. Nǐ nè có nghĩa là còn bạn. Nǐ nè? Nǐ nè? Nín quỷ xiềng, câu số 10 ạ. Nín quỷ xiềng, nín quỷ xiềng, nín quỷ xiềng. Nỉ có nghĩa là bạn, vậy nín là thể lịch sự của từ này. Mình sẽ có ông, bà, bác, ngài, những người mà chúng ta kính trọng thì chúng ta sẽ đọc là nín. Ví dụ, ní hảo, ní hảo, xin chào. Thì mình sẽ có nín hảo, nín hảo. Chào ông, chào bà, chào bác. Quỷ, quỷ có nghĩa là quý hoặc là đắt. Sau này chúng ta sẽ gặp lại từ này sau nhé, chúng ta sẽ giải thích sau. Xiềng, xiềng, thanh bố mình đọc là xiềng, mạnh xuống. Xiềng, nín quỷ xiềng, nín quỷ xiềng. Hai từ này đều là thanh bố, mình để ý cái thời gian đầu mình phát âm nhé. Nín quỷ xiềng, quỷ là quý này, xiềng là họ, quý danh. Vậy cái câu này hiểu đơn giản là nín quỷ xiềng là ngài họ gì, ngài họ gì, ông họ gì, vẫn là dùng để hỏi tên thôi ạ. Và khi trả lời chúng ta có 我姓, 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 tôi họ. Thì có một số bạn thì bây giờ mình sẽ nhớ nhé. 你叫什么名字, bạn tên là gì? Và nín quỷ xiềng cũng dịch tạm hiểu là ngài họ gì và tên là gì. Do người Việt Nam thì mọi người hay dùng là tên đúng không ạ? Thì mọi người sẽ có là đầy đủ họ tên, hoặc là nếu chỉ có tên các bạn sẽ gọi là A. Ví dụ như là A Miếng, Minh, A Lán, Lan, A Hoa, Hoa. Rồi, vậy thì cái này mình hiểu là người ta hỏi em là 你叫什么名字 hoặc là 您贵姓 thì em đều trả lời cho mình là 我叫 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 tôi tên là cộng với tên của các bạn nhá. Còn nếu như mà người ta dùng là 您贵姓 thì cái này hay dùng cho nước ngoài, bởi vì người nước ngoài dùng bằng họ. Ví dụ như là mình là họ Quáng có nghĩa là vương, thì ở bên ngoài các bạn sẽ gọi mình là Quáng lão sư, Quáng lão sư, cô giáo Vương. Thì bây giờ người già thì người ta hay có chữ lão ở phía trước. Rồi mình sẽ có là ví dụ như lão Quáng sẽ là ông vương. Đó. Quáng sư sư, Quáng sư sư, chú vương. Thì mình hiểu là hàng ngày người Trung Quốc dùng đại đa số cách giao tiếp là họ. Vậy người ta sẽ trả lời là 我姓 cộng với họ của người ta. Hay